Ngô Quyền, vua của các vua. Ngô Quyền sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ, tức ngày 17 tháng 4 năm 898, mất ngày 18 tháng 1 năm Giáp Thìn, tức ngày 14 tháng 2 năm 944. Ông còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương, Ngô Vương Quyền. Ông là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Ngô Quyền sinh ra trong một dòng họ hào trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm. Cha của Ngô Quyền là Ngô Mân, làm quan châu mục Đường Lâm. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khi Ngô Quyền vừa mới sinh ra có dung mạo khác thường, ánh sáng lạ đầy nhà, hào quang tụ khí, chim chóc khắp nơi bay về đậu quanh nhà. Thấy vậy, Ngô Mân nghĩ ắt có điềm báo, liền cho mời thầy tướng số tới xem. Quý tử của ông à, có đôi mắt sáng ngời tựa anh chớp. Ở sau lưng có ba chấm son đóng trên ba điểm tạo hình chữ dương. Ắt là quý nhân chứ không phải người thường đâu nghe. Vậy ta sẽ đặt tên con là Quyền, Ngô Quyền. Ngô Quyền lớn lên, hồi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thông thả như hổ, có chí dũng, sức có thể nâng được vạt bằng đồng. Thời bấy giờ, nhà Đường ở Trung Quốc cai trị nước Việt ta. Từ giữa thế kỷ 9, nhà Đường phải đối phó với hai biến cố lớn là nông dân khởi nghĩa và phiên chấn Cát Cứ. Năm 907, nhà Đường mất, Chu Ôn lập nên nhà Hậu Lương, bắt đầu cuộc loạn ngũ đại, sử Trung Quốc gọi là ngũ đại thập quốc. Ở miền Nam Trung Quốc, tiết độ sứ Quảng Châu là Lưu Nham, còn có tên khác là Lưu Cung, đã cát cứ và dựng nước Nam Hán. Năm 905, nhân việc nhà Đường có loạn, một thổ hào người Việt là Khúc Thừa Dụ đã nổi lên đánh đuổi người Trung Quốc, chiếm giữ Phủ Thành, xưng là tiết độ sứ. Năm 907, Khúc Thừa Dụ chết, con là Khúc Hạo lên thay. Khúc Hạo sai con là Khúc Thừa Mỹ làm Hoa Hảo sứ sang dò xét nhà Nam Hán. Năm 917, Khúc Hạo chết, Khúc Thừa Mỹ lên thay. Vua Nam Hán là Lưu Cung nhân cơ hội đó sai quân chiếm cứ Giao Châu. Khi đó, một hào trưởng người Ái Châu, Thanh Hóa ngày nay, là Dương Đình Nghệ, nuôi 3.000 con nuôi, mưu đồ khôi phục lại nền tự chủ của họ Khúc. Ngô Quyền khi ấy đã luyện tập thành tài, văn thao võ lực nên muốn tới Ái Châu làm môn đệ trong nhà Dương Đình Nghệ. Thưa cha, con nghe nói Dương hào trưởng Dương Đình Nghệ đất Ái Châu mưu lược hơn người. Ông đã từ bỏ chức quan của nhà Nam Hán Phong mà về quê tập hợp hào kiệt bốn phương, mưu cầu sự lớn cho nước Nam ta. Con muốn đến Ái Châu xin làm môn sĩ dưới trướng của Dương hào trưởng. Thấy con trai đã khôn lớn trưởng thành, lại nuôi chí lập thân giúp nước, Ngô Mân rất vui mừng đồng ý cho con vào Ái Châu. Nuôi chí lớn giúp dân giúp nước, Ngô Quyền rời Đường Lâm đến Ái Châu phò tá Dương Đình Nghệ. Do có tài nên ông được Dương Đình Nghệ tin yêu gả cho con gái là Dương Thị Như Ngọc. Ngô Quyền đã mang tài đức và lòng nhân nghĩa của mình giúp Dương Đình Nghệ cai quản Ái Châu, đất bản bộ của họ Dương. Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ để chiếm đoạt chức tỉnh hải quân tiết độ sứ. Vậy Kiều Công Tiễn kia là ai mà dám làm phản với chủ tướng Dương Đình Nghệ của mình như vậy? Kiều Công Tiễn vốn là hào trưởng Phong Châu từ thời họ Khúc. Khi vua Nam Hán xâm chiếm tỉnh Hải Quân, tên gọi của Việt Nam ta lúc đó, Bắc Khúc Thừa Mỹ, tướng cũ của họ Khúc là Dương Đình Nghệ đã tập hợp lực lượng ở Ái Châu để chống quân Nam Hán. Kiều Công Tiễn đến xin theo Dương Đình Nghệ và được Dương Đình Nghệ dùng làm gia tướng. Một số tài liệu có ghi rằng Dương Đình Nghệ nhận tất cả 3.000 tráng sĩ đến đầu quân làm nghĩa tử, tức con nuôi, và Kiều Công Tiễn là một trong số đó. Khi Dương Đình Nghệ tiến quân gia Bắc đánh bại quân Nam Hán tự xưng tiết độ sứ thì Kiều Công Tiễn được sai giữ Phong Châu. Lại nói về hành động phản chắc của Kiều Công Tiễn khi ra tay rết chủ soái Dương Đình Nghệ, khi ấy đã gây nên một làn sóng bất bình, căm giận trong mọi tầng lớp nhân dân. Trước hoàn cảnh đó, Ngô Quyền tập hợp lực lượng, đưa quân từ Ái Châu ra Đại La, diệt trừ tên phản tặc Kiều Công Tiễn. Mùa đông, năm 938, trời đang tiết mưa dầm gió bất, đoàn thủy quân do Ngô Quyền thống lĩnh vượt đèo Ba Dọi tiến ra Bắc. Nghe tin Ngô Quyền dẫn quân từ Ái Châu ra Đại La giết mình, Kiều Công Tiễn lo lắng tìm cách cứu thân. Chúng ta phải gấp rút tăng cường binh lực để đối phó với chúng. Người mau phái người mang châu báu và ngân lượng sang cầu cứu vua Nam Hán đi. Tuân lệnh. Được lệnh của Kiều Công Tiễn, viên thuộc tướng dưới quyền mang theo châu báu, vàng bạc gấp rút sang nhà Nam Hán cầu cứu vua Lưu Cung. Trong khi người đi cầu cứu vua Nam Hán chưa tới nơi thì Ngô Quyền đã mang đại quân tiến sát thành Đại La, trừ khử đi tên phản chắc Kiều Công Tiễn. Nghe tin quân của Ngô Quyền đang tiến sát thành Đại La mà người đi cầu cứu vẫn chưa có tin tức gì, Kiều Công Tiễn vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lật tặc Kiều Công Tiễn, những tội ngươi gây ra khiến lòng người căm phẫn, trăm dân oán hận,
ta tới để lấy đầu ngươi tạ tội với Dương chủ tướng. Chẳng phải ngươi tới đây cũng là vì chức tiết đội sứ hay sao? Chỉ vì chức tiết đội sứ mà ngươi trở thành kẻ vô luân bất nhân. Ngươi nhẫn tâm giết hại chủ tướng là bất nghĩa, hại cha nuôi của mình là bất hiếu, lại đang tâm bán đức cầu vinh là bất trung. Kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu như ngươi mà muốn đứng trên đầu trăm họ hay sao? Đủ rồi, đừng có dại dột. Chức tiết đội sứ này là của ta. Kết cục của tên phản chắc Kiều Công Tiễn khiến ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Cuối năm 938, vua Nam Hán là Lưu Cung Nhân lúc Giao Châu có loạn, lại được tin cầu cứu từ Kiều Công Tiễn thì muốn chiếm lấy Giao Châu. Khi ấy vua Nam Hán hỏi kế ở Sùng Văn Hầu là Tiêu Ích có nên lập tức đem quân tiến đánh Giao Châu. Tiêu Ích liền can ngăn rằng: Thưa bệ hạ, nay trời mưa dầm tính đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi và nguy hiểm, đã thấy Ngô Quyền mưu lược hơn người, ta không thể coi thường được. Đại quân nên tiến thật thận trọng, dùng nhiều người dẫn đường, hỏi kỹ rồi mới nên tiến. Nhưng vua Nam Hán đang muốn hành quân nhanh để đánh chiếm lại Giao Châu nên không nghe theo kế của Tiêu Ích. Vua cho con trai là Hoàng Tháo làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, đổi Tước Phong làm Giao Vương, đem 2 vạn quân cùng chiến thuyền theo sông Bạch Đằng vào Giao Châu với danh nghĩa là cứu Kiều Công Tiễn. Hoàng Thao, con hãy nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Ta sẽ đích thân dẫn quân đóng ở Hải Môn làm thanh diễn. Như thần xin tuân lệnh. Ngô Quyền nghe tin Hoàng Thao sắp đến, liền họp bàn với các tướng, tính kế chống giặc. Trong khi các tướng lo lắng trước tình cảnh 2 vạn quân Nam Hán sắp kéo vào nước ta, thì Ngô Quyền nói với các tướng rằng: Hoàng Thao chỉ là đứa trẻ, phải đem quân từ xa tới đang mệt mỏi, lại nghe tin Kiều Công Tiễn đã bị giết. Hắn bất kể nội ứng thì hồn vía chẳng còn. Ta lấy sự sung sức đan nhàn để đánh với quân đường xa mỏi mệt, tất sẽ phá được. Nhưng mà bọn chúng hơn ta ở chỗ có nhiều chiến thuyền lớn. Nếu không phòng bị cẩn thận trước thì thế được thua chưa thể nói ngay được. Biết được điểm mạnh, điểm yếu của giặc, Ngô Quyền liền nghĩa cách chặn giặc trên sông Bạch Đằng khi chúng ngấp nghé vào nước ta. Chính lúc đó, ông đã nghĩ ra kế, đem cọc lớn vót nhọn, đầu biệt sắt, đóng nằm ở trước cửa biển. Khi thuyền của quân Nam Hán theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc thuyền nào thoát khỏi trận địa cọc ngầm. Suy đi tính lại, Ngô Quyền liền cho quân sĩ đóng cọc có biệt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thủy triều lên, bãi cọc không bị lộ. Ngô Quyền dự định giữ quân giặc vào khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước chiều rút xuống cho thuyền giặc mắc cạn thì mới giao chiến. Mùa đông năm 938, giữa vùng thiên nhiên sông biển, trên cơ sở sức mạnh đoàn kết và ý chí độc lập, Ngô Quyền khẩn trương bày thế trận trên sông Bạch Đằng để phá giặc. Ông huy động binh sĩ cùng dân chúng quanh vùng tràn kênh Bạch Đằng, Hải Phòng ngày nay cùng nhau vào rừng đẳng gỗ, vóc nhọn, biệt sắt với số lượng thợ rèn được huy động đến cũng khá đông, rồi cho đóng xuống lòng sông thành hàng dài tạo thành một bãi cọc, một bãi chướng ngại dày đặc ở hai bên sông. Quân thủy bộ mai phục sẵn ở phía trong bãi cọc. 2 vạn quân Nam Hán do Hoàng Tháo dẫn đầu từ biển đông tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Theo truyền thuyết và thần tích thì Dương Tam Kha chỉ huy đạo quân bên tả ngạn, Ngô Sương Nập và Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy đạo quân bên hữu ngạn, mai phục ở hai bên bờ sông để phối hợp với thủy binh đánh tạt ngang vào thuyền địch, sẵn sàng tiêu diệt số quân giặc trốn chạy lên bờ. Phía thượng nguồn là một đạo thủy quân mạnh phục sẵn để làm nhiệm vụ chặn đầu, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh vỗ mặt đội binh thuyền của địch. Khi đoàn binh thuyền của quân Nam Hán vào sông Bạch Đằng thì mấy chiếc thuyền nhỏ của quân ta tiến ra khiêu chiến. Tưởng Ngô Quyền lợi hại thế nào, chỉ với vậy 3 chiếc thuyền nhỏ này mà dám đối đầu với thủy quân tinh nhuệ của ta sao?
Nhân lúc nước triều lên, liền Nhữ Địch vượt qua bãi cọc vào trận địa ngầm ở bên trong. Lúc đoàn thuyền binh của Giặc vào sâu trong bãi cọc ngầm, cũng là lúc nước chịu rút, lòng sông hiện lên bãi cọc nhọn đâm thủng các chiến thuyền của Giặc khiến chúng mắc cạn, tiếng không được rút cũng không xong. Đây là lúc mà quân ta theo lệnh Ngô Quyền đổ ra giao chiến với Giặc. Khi thấy quân Giao Châu Tú Gia từ bốn phía bao vây lấy đoàn thuyền chiến, Hoàng Thao hốt hoảng lệnh cho quân rút lui, nhưng lúc này đoàn thuyền chiến của quân Nam Hán đã bị bãi cọc ngầm đâm thủng. Quân ta thừa thắng sông lên tiêu diệt từng tên Giặc, kẻ thì chúng tên, kẻ thì rơi xuống nước chết đuối. Sát Giặc nhuộm đỏ dòng sông Bạch Đằng, đến cả tướng Giặc Hoàng Thao cũng tử trận. Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra nhanh, đến mức vua Nam Hán cùng quân Thanh Viện đang đóng ở sát biên giới mà không kịp tiếp ứng. Nghe tin quá bất ngờ và kinh hoàng, vua Nam Hán đành khóc thương, thu nhặt tàn quân quay đầu về nước. Với mưu lược hơn người và tầm nhìn xa trong giọng của Ngô Quyền, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng gian lừng lẫy. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 còn là chiến thắng của tinh thần đoàn kết toàn dân ta, trăm người như một, đập tan mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập gia nhà Ngô. Năm 944, Ngô Quyền qua đời, thọ 47 tuổi. Ông ở ngôi được 6 năm ngắn ngủi, nhưng bước đầu đã thiết lập nền tự chủ, tự cường đầu tiên ở nước ta, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của quốc gia độc lập. Sau này sử thần Lê Văn Hưu có ca ngợi ông là vua của các vua.